Rồi, hello anh em. Thì bây giờ là 9 giờ đêm này, thì bên mình làm việc rất là cật lực. Mới vừa giao con Z3 cho thằng em, nó đem qua đây để bảo trì thay nhớt ha. Nó đi làm nhiều thì sáng gửi qua đây rồi tối mới lấy. Đó, thì bên mình làm việc cật lực để giao cho anh em. Và một điều á là rất cảm ơn anh em luôn. Có những cô chú á, phải là cô chú, thì chú đó sinh năm 1996 mấy rồi. Là chú có con, chú lại chú có coi clip mình, là chú nói bây giờ chú thích con, chú chỉ bán xe cho con thôi. Còn người khác chú không bán, bây giờ con nó trả giá thấp chú cũng bán, là tại chú thích, chú qua chú gặp con vậy đó. Đó, thì đây là con R15 qua cho anh em, R15 800 cây. Anh em nghĩ đẹp không? Thì mình có hỏi chú á là ủa chú tại sao chú mua xe mà chú không đi? Chú kêu chú thích nó đẹp vậy, chú mua vậy chú để ở nhà chơi đó, không chạy luôn anh em. 800 cây. Nhìn xe rất là đẹp, nhưng mà tiếc cái đó là mình định lấy con này mình quay lên clip cho anh em xem, nhưng mà có thằng em nó ở gần á, nó qua địa lả lụm luôn đó. Rồi thằng em mới nói là chừng nào anh lên clip là em qua lấy liền, thì mình lên clip rồi đó, anh em chuẩn bị qua lụm về ha. 800 cây rất là đẹp, em quay một vòng từ từ cho anh em chiêm nghiễm một chiếc xe cũ mà nó mới gì đâu mà nó mới. Mình quay ban đêm á là thiếu sáng á, chứ vô ban ngày nữa là hả sáng đủ là hả tuyệt vời luôn. Đây hai cái chìa khóa nó nhìn rất là tuyệt vời luôn, lấp lánh luôn anh em. Rồi. À có luôn cây bô độ luôn nha. Đó, ok chưa anh em? Chở cho anh em nghe tiếng bô ha. Thì chú lên vậy thôi chứ chú không có chạy. Đó. Em quẩy bình xăng xe mới có thể soi gương được luôn. Kinh khủng không? Có thấy không? Trong clip có thấy sáng như ngoài không? Thường thường ở ngoài người ta sẽ sáng hơn. Rồi chú có lên chống đổ rồi chợ sáng đầy đủ luôn. Lên đầy đủ đồ chú để dưới chân này á. Rồi thì mình sẽ để cái clip ở dưới nha. Mình để cái clip rồi anh em xem clip của mình với chú lúc cái ngày mà giao xe. Rồi hello anh em, thì hôm nay có chú này á, thì lời đầu tiên mình cảm ơn chú. Chú đã nhượng lại mình chiếc xe rất là đẹp luôn. Qua đây. Cảm ơn chú đã nhượng mình chiếc xe rất là đẹp. Chỉ mới 802 cây là hầu như chưa rô đai xong ha anh em ha. Thì đầu tiên mình cảm ơn chú đã nhượng mình con xe như thế này. Rồi xin bắt tay chú một cái. Dạ. Rồi đó, chú là rất là dễ thương với lại thiệt. Tại chú mua về chú không có chạy, chú mua về chú để gọi là gì chú? Để ngắm, chú mua về để ngắm thôi. Rồi nhân chân thành mấy anh em. Tại vì xe này cũng là xe của người sao ta mua á. Thì ai mua được chiếc này rất là ngon ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn chú xe rồi. Nhà 5-6 chiếc lận. Rồi nha anh em nha. Rồi em quay chiếc xe em. Rất là đẹp. Xe mình chưa, mình khẳng định là mình mới lấy là mình chưa có cầm ngưỡng luôn anh em. Chú giữ rất là kỹ anh em. Chú rủ giữ xe rất là kỹ. Mình mua chứ không phải là mình coi xe mình ép giá đâu, thì mình có xe có sao mà nói vậy. Biển số 50N173983. Đó, xe chú rất là đẹp luôn anh em ạ. Chứ mình không có coi xe mình chê ép giá chú, xe sao thì mình nói vậy, xe đẹp thì mình nói đẹp. Rồi vậy nha anh em nha. Ok anh em. Rồi anh em xem xong clip rồi ha. Đó thì lời đầu tiên mình cảm ơn những anh chị, cô chú, bạn bè đã tin tưởng và tới đây để lại cho mình những con xe rất là đẹp. Thì anh em ở xa thì mình vẫn có thể có cách mua xe cho anh em nha. Nhưng mà xe đẹp thì ok, lẫm. Rồi tiếp theo là em Su. Em Su này lên full đồ chơi. Cũng có một khách quen đã lấy rồi, rất là đẹp. Khách quen đó, thì quay cho anh em thấy thôi là nó rất là đẹp. Cũng Su mà nó lạ lắm. Cũng Su đầu dế nhưng mà nó xe đầu dế. Rồi ok anh em, vui vậy thôi. Rồi tiếp theo lại một em nữa, cũng là em này là khách quen bên mình luôn, dân thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà anh ấy ở Đà Lạt đó. Thì ảnh mua mình là con này con thứ hai thứ ba gì rồi, hình như mình nhớ không lầm là con thứ ba con thứ hai đó. Trước là anh mua con mình một chiếc Ninja 300, thì chiếc xe rất là hoàn hảo anh em coi. Kính gió đồ chơi xịn ha, kính này còn kính zin luôn đó, vỏ Michelin Road 5. Con xe này theo đo hơn 10.000 chút xíu thôi. Rồi nhưng mà đồ chơi nó xịn. Dán BBF. Mình cũng chưa trải nghiệm BBF trên xe mô tô nữa.
Nhưng mà con này có BVF thì giống như trên điện thoại nè. BVF thì dáng nhìn nó rất là sắc sắc sắc. Cặp vỏ Michelangelo 5. Đây, rất là mới luôn. Anh em chơi xe là biết cái cặp vỏ này rất là mới. Mình cầm cái tay mà mình không dơ là anh em hiểu rồi. Michelangelo 5. Cặp này hiện tại là lên size lớn nhất cho Ninja 4. Cặp này hiện tại bây giờ giá của nó khoảng từ 8 tới 9 triệu ha anh em ha. Lớp trước là 120, nó hơn lớp zin. Lớp sau là 160. Thì mình quay cho ảnh xem thôi chứ ảnh biết mình là kiếm xe đẹp cho ảnh rồi. Lớp sau là 160. Rồi, tiếp theo mình quay cho ảnh xem là cái gì? Bộ nhông sinh dĩ xịn nhất. Gì mà lụm. Con này nhông sinh dĩ đi rất là êm ha. Nhưng mà anh em đáng nhớ lưu ý điều này. Khi mà mình vô cái đồ xịn á thì mình đi chi phí hao mòn nó sẽ cao. Giống như cái vỏ này nó như anh đi thay vỏ 4 triệu, 3 triệu thì á khi mà nó mòn anh em chỉ cần thay 3-4 triệu, còn khi cái vỏ này 8-10 triệu nó mòn thì anh thay 8-10 triệu. Nhưng mà đồ xịn thì nó mang lại cho mình mỗi cảm giác giống như cái vỏ này sẽ bám đường êm ái và không có bị quẩy đuôi cá. Đó, và vỏ lớn 160. Còn như cộng sơn này nó sẽ mang đến cho anh em sự êm ái, rồi bền, rồi nói chung là lướt, rất là lướt. Rồi từng những chi tiết nhỏ thì chủ trước người ta đã độ lên. Anh em thấy chưa? Chân chống nè. Đó. Thì xe thì anh em nhìn sơ qua cũng thấy là rất là đẹp. Và rất là đẹp. Không có cái gì mà để chê hết. Hình như cái đuôi này có xi nhan độ đúng không? Để mình mở lên coi. Tại mình quay cái này là để cho anh ở Đà Lạt anh coi á. Hồi trước mình mua, anh mua xe mình là mình gửi về đó. Đó, đó, đó. Rất là tuyệt vời. Đó, rồi. Còn cái gì nữa ta? Xe thì nó rất là mới. Ở đây có cái chống đổ nè. Em quay góc xéo xéo ở đây cho đẹp đẹp cho ảnh coi cho đã. Tại anh ở xa. Cái này là mình chiều khách của mình ha. Chiều mấy anh em của mình ở xa. Rồi. Mình đẩy xuống xíu. Anh đẩy xuống xíu. Rồi sẵn đèn đây cho anh em coi ngoại hình giữa Ninja 400 và Ninja 650. Thì Ninja 650 cũng rất là đẹp luôn. Xe rất là đẹp. Xe mới và chỉ có một vết chày thôi. Đó, xe mới chỉ có một vết chày. Thì con này là mình chuẩn bị bán cho anh ở Cần Thơ rồi. Mình giao về Cần Thơ cho anh đó ha. Rồi, con này thì mình quay tiếp cho anh em là con này có một cái cây bô độ. Bô độ. Bô zin còn nha, bô zin còn đúng không em? Bô zin còn, tại mấy đứa em mình nó xử lý mấy con này. Bô độ. Thì ở cái con này là nó có lên cổ slip on. Em có thể quay đây. Slip on này thì anh khi mà anh em không thích đi bô độ nữa, anh em chỉ cần tháo cái móc này đút cái bô ra và anh em gắn cái bô zin vô thôi. Đấy. Còn quay cho anh coi cục máy nè. Đó, cục máy thì khỏi phải bàn ha. Đẹp và rất là keng. Nói chung là đã xe cũ nhưng mà vậy là quá ok rồi, anh em hiểu không? Rẻ hơn xe mới tới 80-90 triệu mà. Xe cũ là vậy là quá ok. Rồi. À, cái con này mình nói với anh luôn ha. Anh ở Đà Lạt có xem. Thì á, bố thắng nó vẫn còn ok. Để quay cho anh em xem. Anh em có thể rọi vào đây không? Đây, anh em có thể thấy bố thắng nó còn rất là dày. Anh em còn khoảng 50-40%. Rồi, xong anh em có coi thấy bố thắng chưa? Rồi, nhưng mà tại vì đây là khách quen của mình thì mình mai mình sẽ kêu ảnh đợi để mình vô cho ảnh cặp bố thắng dày luôn, cho ảnh đi lâu dài, khỏi mất công. Tại vì ở trên đó nhiều khi ảnh tìm không có được chỗ thay phụ tùng á anh em. Nó sẽ hơi cực. Thì ở đây á, mình nói luôn là nó còn hơn 50%, nhưng mà mai mình sẽ mua cái cặp mới về mình tặng ảnh, coi như là món quà mình tặng ảnh. Nó cũng vài trăm ngàn thôi. Đó, còn 700-800 thôi. Nhưng mà mình sẽ tặng ảnh để thay vô cho con xe cho nó ngon. Tại vì khách quen mình lâu năm rồi, với lại ảnh cũng quý mình nữa, ảnh hay hỏi thăm mình lắm. Nói chung là mình mua bán xe á là mấy anh em thương lắm. Lợi mình có chuyện gì bệnh là mấy anh em gọi hỏi thăm rồi nói chuyện vui lắm anh em. Nói chung là khi mà mình bán xe á, nó không phải là bán xong xe là xong hết. Nó còn lại anh em bạn bè vui chơi vui vẻ nữa. Đó. Rồi, giữa con này, hai con này thì á mỗi con một vẻ ha. 650 nhìn ngoại bự hơn nha anh em. Nhưng mà Ninja 400 tại màu đen nhìn xe cứng thôi. 650 nó cũng tiết kiệm lắm nha anh em. Rồi, giữa con này và con kia, con này Oda cao hơn này, hai Oda 20 ngàn, mình bán 100 triệu ha anh em ha. Con Ninja 400 phía sau đó, như vậy là đã sạch xe.
cho nên bữa giờ không có quay clip cho anh em gì á. Bây giờ clip này thực sự quay cũng chả có xe cho anh em lựa luôn, anh em hình dung không, clip này cũng chả có xe cho em lựa, cho nên xe ra mà quay clip về bao nhiêu con là anh em lấy hết rồi, nên không có kịp quay clip. Rồi anh em nào bên mình là có nhận thu mua tất cả các dòng xe nè, từ xe phân khối nhỏ, phân khối lớn nè, Excite Rider, tất cả các dòng tay ga, xe can làm thu hết rồi, nhận giao lưu trao đổi mọi loại xe, nói xe nào cũng thu hết nha anh em, tất cả xe đều thu hết luôn, nhưng mà xe phải nhìn ok thì bên mình thu đó. Hoặc là xe giữ kỹ thì bên mình sẽ thu, nói chung mà mình yêu xe thì mọi người cũng yêu xe giống mình. Rồi vậy thôi, clip kết thúc ở đây. Rồi cái này chủ yếu cho anh Đà Lạt xem. Rồi lại cho anh em R15 kia nó xem, nó nói là khi nào anh Minh lên clip xong là em sẽ qua lấy xe. Anh Minh thấy anh Minh không có clip tội quá, để xe lại cho anh Minh qua clip, chứ tiền là em cọc rồi đó. Rồi con này rất là đẹp ha, theo em đánh giá con này sao cameraman? Xuất sắc đúng không? À, thì đối với xe mà hơn 10.000 cây á anh em, thì á, cái bố thắng nó sẽ còn khoảng, tùy người chạy, nó sẽ còn khoảng 50%, 40%, thậm chí có những người giảm thắng nhiều thì nó sẽ còn hết phần trăm. Còn con này nó còn 50%, 50% thì anh em đi cũng lâu lắm. Tại này là người thân, người quen mình thì mình thay vô cho nó ngon, cho anh em đi rồi cho nó sướng. Còn con quỷ này khỏi nói, quỷ này rất là mới rồi. Quỷ này như xe mới đây, không cần làm gì hết. Đó, này 650. À, rồi, con này thì có cặp kính zin nè ha. Cái này là cái gọi là chân gương để cho nó đẹp á, anh em đi cho nó ngầu á. Con này có cặp kính zin. Cặp gù zin đây nè. Đây là cặp gù zin. Mình thấy chủ trước con này rất là kỹ tính ha anh em ha. Rồi cảm ơn cái anh chủ này đã sang lại chiếc xe luôn ha. Rất là kỹ tính. Đây cặp gù zin là bọc bao đồ cẩn thận. Rồi kính zin là để trên lầu. Kính zin, kính chiếu hậu zin, bôi zin, chỉ không có đuôi zin thôi. Cái đuôi zin là hình như nó bị ảnh để bị thất lạc. Không có đuôi zin thôi, còn đồng bộ còn đều có hết đầy đủ. Ở đây là anh có dán nè ha. Carbon, BBF nha anh em. Xe này dán BBF. BBF cho nên nhìn nó rất mới rồi, rất ok. Đồng hồ hình như vẫn được dán BBF luôn. Dán BBF chứ không phải là dán đề can bóng. Đó. Xe quá xuất sắc. Rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe. Có sức khỏe thì mình mới làm ra tiền. Ra tiền thì mới ghé Minh mua xe được, đúng không anh em? Cái đó là lời chúc tốt đẹp nhất rồi. Rồi, ok anh em. Anh em sau khi xem clip thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker để đạt lên 500.000 sub và thậm chí lên 1.000.000 sub để lụm nút vàng vậy anh em. Nút vàng về chân ở đây cho đẹp nè. Nút vàng chân ở đây đẹp mới có nút bạc kìa. Kiếm cái nút vàng và chân đây nữa là bá cháy con bà bảy luôn. Rồi, ok anh em ha. Bye bye.